Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng vọt trong những ngày vừa qua. Đoàn sẽ gồm các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng. Số liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến 20 tháng 6 đã có hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5, khoảng 4,4 triệu khách hàng có mức dùng điện cao hơn 50% và 326.000 khách hàng dùng điện tăng trên 300% so với tháng 5. Tính trong thời điểm 14 giờ chiều hôm qua 23 tháng 6, công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là 38.300 MW.